Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cô Chu, một cư dân ở phố Đại Kiều, thị trấn Liễu Lâm, huyện Tùy, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, nói với phóng viên của Epoch Times rằng phố Đại Kiều ngập hết rồi, thị trấn chúng tôi đã có người bị chết đuối, nước lũ bịt kín cửa, có người chết đuối ngay trong nhà, gia đình có 4-5 người chết đuối, có người thì bị lũ cuốn trôi. Thị trấn Liễu Lâm bị lụt nghiêm trọng, đã có người bị chết đuối. Trong 2 ngày liên tiếp, một số khu vực ở tỉnh Hồ Bắc đã phải hứng chịu những trận mưa rất lớn. Lượng mưa ở 10 ngôi làng và thị trấn ở Tùy Châu đã vượt quá 160mm, lượng mưa cục bộ vượt quá 430mm. Tùy Châu đã có lũ lớn, thị trấn Liễu Lâm bị ngập, hàng loạt cửa hàng trên phố bị ngập đến hết tầng 2. Nguồn điện và thông tin liên lạc đều bị gián đoạn. Các video trên Internet cho thấy nước lũ chảy xiết dọc theo phố Đại Kiều ở thị trấn Liễu Lâm, nước dâng đến mức ngập tầng 1. Cô Chu nói với phóng viên của Epoch Times vào chiều hôm thứ Hai rằng phố Đại Kiều bị ngập toàn bộ, đồ đạc trong nhà đều bị chìm trong nước, còn có người đã chết đuối ở thị trấn của chúng tôi. Trời bắt đầu mưa vào khoảng 2 giờ sáng hôm thứ Hai, chúng tôi cũng không ngờ nước sẽ dâng cao như vậy. Mọi người đều đang ngủ, đóng cửa và không nghe thấy gì. Nước dâng lên dữ dội chứ không phải từ từ, muốn chạy cũng không kịp. Cô Chu buồn bã nói, tầng 1 ngập hết. Mọi người đều chạy lên tầng 2, có nhà không có tầng 2, nước lũ làm tắc cửa, cửa không mở được nên đã chết đuối ở trong nhà. Vì không có lối thoát nên rất nhiều người đã chết đuối. Có gia đình chết 4-5 người, thật khủng khiếp. Cửa hàng của cô Chu trên phố Đại Kiều cũng bị ngập, rất may là cô không có mặt ở cửa hàng vào hôm đó, nên đã may mắn thoát nạn. Tôi rời cửa hàng do có việc phải về nhà. Có một ngôi nhà khác cũng bị ngập nhưng không nghiêm trọng như cửa hàng của tôi. Hiện tại tôi đang ở trên tầng 2 và không thể xuống tầng 1 được nữa. Cô Chu cho biết thật nguy hiểm, mọi người không có nơi nào để chạy. Một người đàn ông ở cửa hàng bên cạnh nhà tôi đã ra ngoài vào tầm 2-3 giờ sáng để cứu chiếc xe của mình. Nhưng anh ta đã bị lũ cuốn trôi, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Người nhà tìm anh ta khắp nơi không biết đã bị lũ cuốn đi đâu. Một số người còn bị trôi thẳng xuống sông, thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Cô Chu nói rằng chỗ họ đã bị mất điện, tín hiệu cũng bị cắt, điện thoại không liên lạc được. Do cô ấy đang ở bên ngoài nên vẫn có một số tín hiệu. Có lực lượng cứu hộ và xe cấp cứu, nhưng đường đầy nước, họ không thể vào được, đành phải quay trở về, cô nói. Bây giờ nước trên đường đã ít hơn, nước đang từ từ rút, nhưng chúng tôi vẫn không vào được cửa hàng trên phố Đại Kiều. Nước vẫn đang làm tắc đường, xe hơi không đi được, nước sông cũng chưa rút đi, lần này tổn thất quá lớn rồi. Người phụ trách các bộ phận liên quan của huyện Tùy nói với kênh tin tức Thượng Lưu rằng họ đang bị mất liên lạc với trung tâm thị trấn Liễu Lâm và chưa rõ con số thương vong. Cô Cao, nhà ở phố Đại Kiều, thị trấn Liễu Lâm và hiện đang ở bên ngoài, nói rằng đêm qua nước sông dâng lên rất dữ, nước sâu 3-4m, nhà cửa đều bị ngập hết, có người đã chạy thoát được, có vài người bị lũ cuốn trôi, tôi muốn về gấp vào ngày mai. Nhưng bây giờ đường xá bị tắc nghẽn hết, điện và sóng điện thoại đều bị ngắt, tôi không thể liên lạc với gia đình. Cô Cao nói. Ông Lưu, một người dân ở thị trấn Hồng Sơn, huyện Tùy, thành phố Tùy Châu cho biết, trời đã mưa từ tận trưa qua đến giờ, mưa vẫn chưa ngớt, nước ngập đến mái nhà rồi. Hiện tại chúng tôi đều đã chạy lên núi, sắp bị cắt điện rồi, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Dân làng đều chạy tìm chỗ nào không có nước, nước sâu đến 1-2 mét cả làng đều chạy hết. Trời mưa quá dữ dội, nước sông tràn cả lên rồi, ông Lưu nói. Các phóng viên của Epoch Times đã gọi hàng chục cuộc điện thoại đến những cư dân sống trên phố Đại Kiều và thôn Cổ Thành Phiến ở thị trấn Liễu Lâm nhưng không có ai bắt máy. Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao nước dâng lên nhiều như vậy, cô Chu nói. Hai bên nhà tôi có quá nhiều nhà cửa, nước tích lại không thoát được, không có chỗ nào cho nước chảy. Ở đây cứ 5 năm lại có một trận lụt lớn, thật đáng sợ. Năm 2016 từng có một trận lũ lớn, lần trước nước dâng lên không chết người, nhưng lần này có người chết đuối rồi. Tại thành phố Tùy Châu có 141 hồ chứa bị tràn. Theo thông tin từ Cục Khí tượng tỉnh Hồ Bắc hôm nay cho biết, trong ngày hôm qua, huyện Thần Nông Giá và phía đông nam thành phố Hoàng Cương đã có mưa lớn cục bộ. Vào ban đêm có mưa to đến rất to ở thành phố Tương Dương và huyện Tùy, kèm theo sấm sét và mưa xối xả trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận, lượng mưa lớn đã khiến một số khu vực bị ngập úng nghiêm trọng.
lượng nước tích tụ ở thị trấn Liễu Lâm sâu đến 2,96m, ở thị trấn Viện Tử Hà Tiểu là 2,54m, thôn Cổ Thành, Hà Tây Bình và thôn Song Tinh, lượng nước tích tụ ở nơi sâu nhất là 2,2m, ở thôn Kim Kiều là 1,9m. Toàn thành phố Tùy Châu có 141 hồ chứa đã vượt mức dung tích lưu trữ và đang tràn. Tính từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, có 10 thị trấn và làng mạc ở Tùy Châu có lượng mưa vượt quá 175mm. Hiện tại trên địa bàn thành phố đã xảy ra lũ lụt trên diện rộng, các hồ chứa nhỏ đang có nguy cơ xảy ra sự cố. Đợt mưa lớn lần này đã gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng ở Liễu Lâm, Hồng Sơn, Trường Cương, Hà Điếm, Lạc Dương và nhiều thị trấn khác, trong đó thị trấn Liễu Lâm đã bị ngập lụt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong ngày hôm nay, thành phố Tùy Châu sẽ còn có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày hôm nay, Cục Khí tượng tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lớn, mưa lớn từ cấp 4 lên cấp 3. Theo báo cáo của các kênh truyền thông ở Đại Lục vào ngày hôm nay, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, lượng mưa tại ga Nghi Thành ở thành phố Tương Dương đạt 355,9mm. Khu vực này đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Lượng mưa trong 24 giờ qua ở ga Oanh Hà ở thị trấn Bản Kiều, thành phố Nghi Thành lên tới 584,3mm. Thị trấn Bản Kiều Điếm đã bị lũ lụt, một số tuyến đường bị ngập nặng và xe cộ bị nhấn chìm. Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, trong vòng 24 giờ, Tương Dương, Nghị Thành, Tùy Châu và những thành phố khác đã trải qua những trận mưa cực lớn với lượng mưa hơn 350mm. Lượng mưa tích lũy ở sông Oanh, thành phố Nghị Thành lên tới 596,4mm. Kể từ 8 giờ tối ngày hôm qua, thành phố Nghị Thành đã phải hứng chịu những cơn mưa xối xả. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, thị trấn Bản Kiều Điếm là nơi có lượng mưa lớn nhất, vượt quá 500mm. Lượng mưa tại khu vực đô thị này là gần 400mm. Mưa lớn khiến 47 hồ chứa ở Nghị Thành vượt mức nước giới hạn, có hồ chứa mực nước dâng vượt đến 2,34m, nhiều tiểu khu và đoạn đường bị tích nước nghiêm trọng. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết tính đến 10 giờ ngày hôm nay, mưa lớn kể từ tối ngày hôm qua đã gây ra thảm họa cho 34.000 người ở huyện Tùy. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 3,66 nghìn hectare. Đã có 25 ngôi nhà bị sập và 3.712 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 65 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, sau những hậu quả để lại của một thảm họa, những nỗi đau mất mát trong việc tìm kiếm và đôi khi là tìm thấy người thân của mình đã ra đi thật là quá khó để có thể tự chữa lành. Khi trận lũ gây thương vong tràn vào thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc vào tuần trước, một tuyến tàu điện ngầm địa phương vẫn đang hoạt động. Dịch vụ đã bị gián đoạn đột ngột khi tuyến tàu này gần như chìm hoàn toàn dưới nước. Hai người phụ nữ đã mất đi chồng của mình chia sẻ những câu chuyện đau lòng của họ về những gì mà họ đã chứng kiến trên tuyến tàu điện ngầm hôm đó. Cả hai đã tìm thấy thi thể của chồng mình sau khi công ty Trịnh Châu Metro đồng ý rút nước lũ từ đường hầm ngập nước của họ, trong khi một số gia đình vẫn tiếp tục nuôi hy vọng tìm kiếm người thân của mình. Hai người phụ nữ này đã phải nhận cái kết thương tâm một tuần sau thảm họa. Trận lụt xảy ra ở Trịnh Châu khi Trung Quốc yêu cầu một hồ chứa gần đó xả nước ngay khi mưa lớn ập đến trung tâm giao thông của Trung Quốc, nhưng không thông báo cho thành phố. Nước lũ đã tràn vào hệ thống tàu điện ngầm lúc đó vẫn đang hoạt động, làm ngập khiến hàng trăm nghìn khách bị mắc kẹt hơn 2 giờ đồng hồ trong đó, mà đối với một số người đã trở thành một nấm mồ ngập nước. Nhiều thi thể đã được tìm thấy trong số những người bị cuốn trôi khi họ cố gắng chạy khỏi tàu hoặc nhà ga tàu điện ngầm này. Hôm đó, chính quyền Trung Quốc đã thông báo có tổng cộng 14 người thiệt mạng trong tuyến tàu, trong đó bao gồm cả chồng của hai quả phụ này. Hai thi thể đã được tìm thấy sau đó 5 đến 6 ngày sau. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết tổng số người thương vong vì trận lũ trên địa bàn tỉnh là 71 người. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người bị mắc kẹt trong trận lụt ở tuyến tàu điện ngầm. Vào thời điểm hiện tại, một số lượng lớn bài đăng về những người mất tích đã được đăng trên nhóm truyền thông xã hội có tên Mưa Bão Hà Nam giúp đỡ lẫn nhau. Anh Satao, một trong hai người chồng đã mất đi tính mạng vào hôm qua cho biết, chỉ còn vài ngày nữa là anh đón sinh nhật của mình. Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy anh ấy tại nhà tang lễ. Anh ấy đang nằm bên trong một chiếc hòm đông lạnh, được đánh dấu là vô danh. Kể từ hôm nay tôi không có chồng, con gái tôi không có cha và bố mẹ chúng tôi không có con trai, vợ anh viết trên tài khoản Weibo, một nền tảng xã hội phổ biến của Trung Quốc. Cô ấy đã không cung cấp tên của mình. Vợ của anh Sa đã mô tả thực tế khủng khiếp khi nhìn thấy thi thể của chồng mình bị hủy hoại sau 5 ngày ngâm trong nước.
cô đã bắt đầu cuộc tìm kiếm chồng mình trong tuyệt vọng vào tối hôm thứ Ba tuần trước. Cô gọi cho các thành viên trong gia đình, bạn bè, gọi đến cả quan chức thành phố, cảnh sát, cơ quan truyền thông và đăng tin cầu cứu trên mạng xã hội. Không có cơ quan chính phủ nào hỗ trợ cô ấy. Cô đã đến nhiều bệnh viện và nhà tang lễ khác nhau để tìm kiếm chồng mình, nhưng không thể tìm thấy thân nhân của mình. Cô nói với hãng thông tấn địa phương Jimu rằng, anh ấy gọi cho tôi vào chiều hôm qua sau 6 giờ chiều và yêu cầu tôi gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Anh Sha đang trên đường về nhà. Lúc anh nói chuyện với vợ qua điện thoại là lúc tàu điện ngầm đã dừng lại ở giữa hai nhà ga và nước lũ đã ngập sâu đến mắt cá chân của mình. Sau đó, tôi không thể liên lạc với anh ấy được nữa, vợ anh viết. Cô viết trên Weibo rằng, nếu chúng tôi, những người thân trong gia đình, không van nài yêu cầu công ty tàu điện ngầm Trịnh Châu rút nước cho các nỗ lực cứu hộ, thì tôi không biết khi nào thi thể của anh Sa mới được tìm thấy. Công ty tàu điện ngầm Trịnh Châu đã mắc một loạt sai lầm lớn, họ phải chịu trách nhiệm chính. Cô ấy tiếp tục cho rằng công ty tàu điện ngầm đã không dừng hoạt động của họ kịp thời, không cố gắng giải tán hành khách cho đến hơn 1 giờ sau khi lũ lụt xuất hiện, không kịp thời báo cáo các trường hợp tử vong và không nỗ lực giải cứu hành khách đúng thời điểm. Cô cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn học, đồng nghiệp, bạn bè của anh Sa và một số lượng lớn những người không quen biết trên mạng ở Trịnh Châu. Cô ấy nói rằng họ đã cho cô và gia đình cô những manh mối mà họ cần để cuối cùng tìm thấy được thi thể của anh Sa. Anh Sa mãi sống trong tim của vợ anh và đứa con gái mới lọt lòng của anh. Từ 3 ngày nay, người ta liên tục nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ qua một chiếc loa phóng thanh vang qua đường hầm tàu điện ngầm ngập nước. Giọng cô gọi tên anh ấy. Châu Đức Cường, anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Chồng ơi, cố lên, em đang đến đây. Anh Châu, 38 tuổi, đã di chuyển từ Thượng Hải đến Trịnh Châu trong một chuyến công tác. Thi thể của anh đã được tìm thấy trong đường hầm tàu điện ngầm vào hôm Chủ nhật. Giọng nói trên loa phóng thanh là vợ của anh Châu, cô ấy họ Bạch. Cô đã lập tức bắt đầu hành trình dài gần 600 dặm từ Thượng Hải đến Trịnh Châu vào tối hôm thứ Ba, vài giờ sau khi nhận ra rằng anh Châu đã mất tích. Cô Bạch đã nói với hãng thông tấn Tề Hoan hôm thứ Sáu rằng, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát và tất cả các nhóm cứu hộ chuyên nghiệp mà tôi có thể tiếp cận, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sự hỗ trợ nào. Vì vậy, tôi đã ghi lại đoạn âm thanh này và yêu cầu nhân viên tàu điện ngầm phát nó bên trong đường hầm ngập nước để động viên anh Châu. Cô Bạch đã nuôi hy vọng rằng anh Châu có thể sống sót sau trận lũ. Theo anh Vương, đồng nghiệp của anh Châu, cả hai đã đi tàu điện ngầm cùng nhau vào chiều thứ Ba. Họ đang ở trong toa cuối cùng thì nước lũ làm dừng chuyến tàu giữa các nhà ga. Nhìn thấy nước dâng nhanh, anh Châu, anh Vương và những hành khách khác quyết định bỏ tàu và chạy về nhà ga. Các hành khách bám chặt vào các bức tường của đường hầm khi họ di chuyển, trong khi dòng nước cuồn cuộn chảy xiết qua họ. Anh Vương sau đó nói với cô Bạch rằng thảm họa xảy ra khi anh Châu bị dòng nước lũ cuốn đi. Anh Vương đã bất lực trong việc giải cứu anh ấy. Trong những ngày tiếp theo sau khi anh thoát được khỏi nhà ga, anh Vương cứ để yên vậy không nói gì. Tuy nhiên anh ấy đã đồng hành cùng cô Bạch trong cuộc tìm kiếm chồng của cô. Chồng tôi thấp và gầy, có thể là anh ấy đã không thể bám vào tường. Tôi hy vọng có thể rút hết nước ra ngoài. Có thể chồng tôi vẫn còn sống, cô Bạch nói vào hôm thứ Sáu. Nhưng hy vọng của cô đã tan thành mây khói vào sáng hôm Chủ nhật khi họ tìm thấy thi thể của anh Châu. Cô cho biết nỗi đau trong tim cô là không sao tả xiết. Anh Châu vẫn mãi sống trong tim của vợ anh. Cô không công khai họ đã có con hay chưa. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!